Cuộc sống nông thôn xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tháo chân đun chậu lục giác sau lăng mà chân kỹ nha các bạn. Đây là chân kỹ một cách rất là dễ dàng và nhanh gọn. Thì trước tiên thì mình tháo hết các cái con ốc của lòng trong ra. Hết ốc lòng trong rồi các bạn. Sau khi mà mình tháo hết cái ốc của cái lòng trong ra thì mình đặt nó lên một cái bao mà được cát mềm nha các bạn. Có thể là sơ dừa hoặc có thể là cát nha các bạn. Mình lấy búa mình gõ này. Sau đó là mình ngửa nó ra. Ngửa nó ra là mình vặn hết các cái ốc này ra. Các bạn phải vặn hết các ốc trong này ra để nới lỏng cái lòng trong ra nha các bạn. Để chút xíu nữa mình nạy nó ra cho nó dễ. Tháo hết các cái ốc này, tháo lỏng ra thôi nha, không phải mở ra đâu, mình chỉ nới lỏng nó ra. Đó, mình nới lỏng ra như vậy. Sau khi tháo hết các cái ốc ở trong nha các bạn, thì bắt đầu tháo cái vỏ ngoài đi, là tháo cái các cái ốc vít, cái chốt khóa vỏ ngoài. Mình sẽ lấy vỏ ngoài ra trước rồi bắt đầu mình mới lấy lòng trong. Cái vỏ bên ngoài thì là nó ra một cách rất là dễ dàng, không cần phải tốn nhiều sức, nhưng mà cái lòng trong rất là tốt sức các bạn ạ. Ngoài rất là dễ dàng. Chung là cái vỏ ngoài tháo rất là dễ, họa tiết hoa văn rất là đẹp, nên là mình không phải lo cái gì cả. Và mình cũng đã có cách đổ mà nó không bị rỗ nha các bạn, hạn chế bị rỗ khoảng 80%. Và mình đã tìm ra được cách sau khi ấy xong thì mình có này các bạn này. Sau khi tháo trong lòng ngoài á, lòng ngoài xong thì để mà tháo lòng trong á thì các bạn là phải có hai cái khúc sắt như này. Thì các bạn này dùng bằng cái thiếp móng cắt khoảng độ 60 phân, nhưng mà mình tận dụng cái thiếp ống nhà mình còn lại thì mình đập dập hai cái đầu này ra để mình nạy cho nó dễ nha các bạn. Mời các bạn xem mình làm. Thank you.
bạn ấy cho đều tay các bạn. Như vậy là đã xong các bạn ơi. Rất là dễ dàng nha các bạn. Đó. Sắc nét. Ba vía thì ít. Nhưng mà họa tiết lòng trong cũng như lòng ngoài rất là nét nha các bạn. Đây lòng trong nha. Lòng ngoài, bên ngoài. Rất là sắc nét. Và cũng rất là dễ tháo nha các bạn. Như vậy là mình đã tháo ra rồi đấy. Rất là mau, không cần tốn công tốn sức. Chỉ trong vòng 5 phút là mình đã tháo xong cái chân đôn kỹ 65. Thì các bạn phải căn bản là phải như hai cái này. Mình đập dập ra như thế này. Rất là tiện. Mình tháo rất là nhanh. Và phải tháo các cái ốc trong này ra. Thì mình tháo rất là nhanh. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Để ủng hộ kênh Cuộc Sống Nông Thôn, các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để chúng ta cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ nha các bạn. Đấy. Như vậy mình đã làm xong rồi, rất là đẹp, không cần phải tốn nhiều sức là mình đã làm xong cái mình đã tháo xong cái chân kỹ của lục giác 65. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.